chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, hiểu thêm thế nào là đồng phạm và vai trò của đồng phạm. Điều 17 của Bộ Luật Hình Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đồng phạm nó sẽ có 3 ý quý vị và các bạn ạ. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở nên cố ý cùng thực hiện một hành vi phạm tội. Có hai người trở lên cố ý thực hiện một hành vi phạm tội. Tôi giả sử cho quý vị và các bạn nhé, một nhóm thanh niên cùng chặn một cái chiếc xe để một thanh niên còn lại leo lên, thì như vậy đã là đồng phạm trong cái tội cướp tài sản. Ví dụ như vậy, trong cái mâu thuẫn khi mà trong cái tội hủy hoại tài sản, thì nhóm thanh niên này và nhóm thanh kiên, hai nhóm ghét nhau vì một cái tiếng nẹt bô, ghét nhau vì một cái ánh mắt bạch cử chỉ, thì nhóm thanh niên này mới hùa nhau dí cái nhóm thanh niên kia, và nhóm thanh kiên kia bỏ chạy để lại cái chiếc xe. Thì nhóm thanh niên mà đuổi theo đó, sau khi thu được chiến lợi phẩm thì bắt đầu đốt cái chiếc xe, tội hủy hoại tài sản. Như vậy thì nguyên cả một cái nhóm thanh niên đó đã thực hiện cái hành vi phạm tội là hủy hoại tài sản. Trong cái vụ mà chị khách hàng tôi hỏi đó, thì vì một lý do gì đó mâu thuẫn, thì cả bốn người đánh cái anh này, mà đánh người thì đánh bằng hai bạt tai, người thì đấm đá như thế nào đó, dẫn đến anh này anh lại chết. Mà khi mà chết thì tòa án sẽ có toàn bộ cái hành vi của bốn người này trong cùng một cái tội, gọi là tội cố ý gây thương tích theo cái khoản 4. Cái thứ hai nha quý vị, là phạm tội có tổ chức. Hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện hành vi phạm tội. Hồi nãy là đồng phạm thì nói là bình thường thôi, tức là mình không có chuẩn bị. Còn đồng phạm là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện hành vi phạm tội. Nói nôm na một cái câu mà theo dân nhà luật đó là có sự bàn bạc đó quý vị và các bạn. Thì như vậy, người đồng phạm bao gồm có 4 loại người. Thứ nhất là người tổ chức, thứ hai là người thực hành, thứ ba là người xúi dục, thứ tư là người giúp sức. Thì trong 4 cái loại người này, thì từng loại người thì chúng ta sẽ phân tích. Tôi sẽ đưa một cái ví dụ cụ thể. Trong một cái vụ buôn bán trái phép chất ma túy, thì cái anh A ảnh là người chỉ đạo, ảnh mua bánh heroin bỏ vào một cái gọi là cái đèn led để mà vận chuyển cái đèn này đi ra nước ngoài và bị bắt. Thì cái vai trò anh là người sáng tác ra cái ý tưởng đó, anh là người gặp ở bên A, gặp ở bên B lấy tiền và đi mua, thì người đó được gọi là người có tổ chức. Thì người có tổ chức là người chủ mưu, người cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện hành vi phạm tội. Tôi đọc lại nha. Người tổ chức là người chủ mưu, là người cầm đầu, là người chỉ huy thực hiện hành vi phạm tội. Cái thứ hai là người thực hành. Thì nãy tôi vừa mới nói đó, người thực hành là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Tôi vừa mới giới thiệu cho quý vị và các bạn, hai nhóm thanh niên cùng chặn chiếc xe container lại. Và khi chặn chiếc xe container lại thì cái bị can mà trèo lên chiếc xe container mà dùng cái gì đó uy hiếp cái người container để lấy đi cái số tiền đó, thì được gọi là người thực hành. Người thực hành là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Người xúi dục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện hành vi phạm tội. Cái này thì nó sẽ rõ hơn, mà nó cũng nhập nhằng giữa cái người xúi dục và người
cầm đầu. Thì trong từng cái hồ sơ vụ kiện thì nó sẽ có rõ ràng. Ví dụ như bây giờ hai nhóm thanh niên cùng đánh nhau, thì có một nhóm thì gọi là khua chiên, khua cây và sử dụng số lượng lớn, thì tất cả những người cùng thực hiện hành vi đó sẽ gọi là người xúi dục, người kích động và dụ dỗ người khác thực hiện hành vi phạm tội. Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần và vật chất cho việc thực hiện hành vi phạm tội. Thưa quý vị và các bạn, thì cái người giúp sức trong cái vai trò của hình sự thì cũng rất là dễ, nhưng mà tùy theo cái tính chất, tùy theo nội dung thì sắp tới thì tôi sẽ phân tích rõ cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thì đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cùng thực hiện một hành vi phạm tội, và tùy theo cái vai trò của mình, có thể là vai trò chủ mưu, cầm đầu, xúi dục và giúp sức để thực hiện một hành vi phạm tội. Hy vọng rằng là video của tôi sẽ phân tích rất chậm và rất rõ đến quý vị và các bạn. Tôi hy vọng chương trình Dân ta phải luật ta mang đến cho quý vị và các bạn những cái phút giây rất thật trong từng hồ sơ. Nếu quý vị và các bạn có cái nhà ý và những câu hỏi thì hãy gửi xuống dưới từng cái video cụ thể để chúng ta cùng nhau để thực hiện, để cùng nhau để kết nối lại và phân tích trong trường hợp từng hồ sơ cụ thể, để chúng ta hiểu thêm được thế nào là quy định của pháp luật hình sự Việt Nam. Thưa chị khách hàng, thì tôi cũng đã tư vấn cho chị, dĩ nhiên rằng trong một chừng mực nào đó thì tôi dựa trên những cái nét cơ bản nhất để tư vấn cho chị. Hy vọng rằng video này gửi đến chị như một món quà. Nếu như chị không có thể nhờ luật sư thì có thể chủ động đến liên lạc lại với tôi, và trong một cái cách nào đó tôi sẽ có luật sư hoặc trực tiếp tôi giúp chị. Vì những cái tính chất đường xá xa xôi mà luật sư nữ thì lại không đảm bảo cái sức khỏe. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Và xin một lần nữa, nếu quý vị và các bạn có thể, tôi để cái chế độ là Creator Commons, tức là quý vị có thể lấy và sử dụng miễn phí. Vì video của tôi mang một thông điệp là tất cả mọi người đều phải được am hiểu những cái quy định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn.